Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Kinh tế Tập thể số tháng 1 năm 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xã Nhân An, thị xã An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng Bình Định, với 5 trên 6 thôn đã được tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Hàng năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục nghìn chậu mai cảnh, doanh thu khoảng 70 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng thu nhập từ nông nghiệp của xã. Để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh này, cũng như khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể Mai Vàng Nhân An, tháng 6 năm 2022, Hợp tác xã Mai Vàng Nhân An đã được thành lập. Sau đây là ghi nhận về bước đầu hoạt động của Hợp tác xã này. Tháng 6 năm 2022, Hợp tác xã Mai Vàng Nhân An chính thức được thành lập với sự tham gia của 20 thành viên ban đầu là các hộ trồng mai đến từ 5 làng mai truyền thống của xã như Hảo Đức, Thanh Liêm, Thuận Thái, Trung Định và Tân Dương. Các thành viên đã bầu ra hội đồng quản trị và ban giám đốc hợp tác xã, đồng thời biểu quyết thông qua điều lệ cũng như phương án hoạt động của hợp tác xã. Theo đó, ngành nghề sản xuất kinh doanh của hợp tác xã bao gồm các lĩnh vực chính như sản xuất và cung ứng giống mai cảnh các loại, kinh doanh vật tư nông nghiệp, trưng bày, quảng bá, tiếp thị và cung ứng cho thị trường sản phẩm mai kiểng có giá trị kinh tế cao của các thành viên. Phương châm hoạt động của hợp tác xã là tập hợp, đoàn kết các hộ làng nghề để tạo nên sức mạnh tập thể trong quá trình sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên về cây giống, vật tư nông nghiệp, tập huấn kỹ thuật, quảng bá tiếp thị, sử dụng hiệu quả nhãn hiệu tập thể Mai Vàng Nhân An đã được bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ để nâng tầm giá trị kinh tế sản phẩm mai cảnh, tăng thu nhập cho các thành viên. Ngoài ra còn tiến tới đưa làng nghề trở thành điểm tham quan phục vụ du lịch. Lâu nay thì các hộ dân thì hoạt động tự trồng độc lập, rồi khi đó là sau đó là buôn bán thì nó gặp thương lái thì ép giá, rồi không có một tổ chức nào cá nhân đứng ra để bao tiêu cái sản phẩm mình. Mà nay á là được sự chỉ đạo của cấp trên thì quyết định thành lập hợp tác xã Mai Vàng Nhân An, mục đích để cái quảng bá được cái thương hiệu của cây mai vàng Nhân An đối với năm làng nghề truyền thống. Rồi sau đó thì sẽ xin cái chủ trương của cấp trên này xây dựng ở nhà trưng bày. Từ đó là chúng tôi sẽ phân phối được cái vật tư nông nghiệp sản phẩm để cung cấp cho bà con. Tại vì lâu nay bà con này ra mua phân bón ngoài thì nhãn hiệu nguồn gốc xuất xứ này không có đảm bảo an toàn. Nghề trồng mai kiểng ở Nhân An bắt đầu hình thành trong khoảng thập niên 90, xuất phát tại thôn Hảo Đức, sau đó nhanh chóng phát triển ra các thôn khác như Thanh Liêm, Trung Định, Thuận Thái, Tân Dương và Tân Dân. Đến nay, toàn xã có hơn 1.500 hộ trồng mai, chiếm 70% tổng số hộ dân của xã. Số lượng chậu mai canh tác hàng năm khoảng 500.000 cây thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Doanh thu từ trồng mai hàng năm của xã đã liên tục tăng trưởng trong những năm qua. Riêng mùa Tết 2023 lên đến khoảng 70 tỷ đồng. Nghề trồng mai phát triển đã kéo theo các ngành nghề khác cũng phát triển như đúc chậu, chẻ ghim tre, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chăm sóc tạo dáng cho mai và nghề lặt lá mai vụ Tết, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tuy nghề trồng mai ở Nhân An đang phát triển mạnh, nhưng vẫn ở quy mô cá thể, mạnh ai nấy làm, chưa có sự liên kết giữa các hộ làng nghề để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tránh tình trạng bị tư thương ép giá, cạnh tranh không lành mạnh về giá. Đây cũng là những yếu tố thúc đẩy một số hộ làng nghề tiên phong tham gia thành lập Hợp tác xã Mai Vàng Nhân An. Tôi thì trồng mai nó cũng đã lâu năm rồi, chứ không phải là mới trồng mai đây. Nhưng mà giờ tôi thấy là chương trình hợp tác xã mai thì tôi thấy nó cũng có một cái hay. Cái hay như thế này là tôi có thể là có một cái thương hiệu của cái làng nghề của chúng tôi. Chứ giờ lâu nay nghe nói là làng nghề chứ mà tôi có thấy cái thương hiệu gì đâu. Cho nên giờ tôi muốn tham gia hợp tác xã là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa thì tham gia hợp tác xã nó cũng có cái quyền lợi như thế này. Ví dụ giờ tôi là thị trường là phân bón thuốc trừ sâu là nó trôi nổi rất là nhiều. Nhưng mà tôi vô đây á, thì là tôi tin chắc là mấy anh sẽ đưa những cái phân tốt và thuốc tốt bảo đảm cho cây mai. Và khối coi như bị coi như ảnh hưởng về sức khỏe lâu dài về sau này. Vào thời điểm cuối tháng 11 âm lịch này, các thành viên của Hợp tác xã Mai Vàng Nhân An bắt đầu tập kết sản phẩm của mình ra khu vực trưng bày mai cảnh của xã, nằm ven quốc lộ 1A. Nhằm chuẩn bị cho vụ kinh doanh Tết Giáp Thìn 2024. Gia đình chị Phùng Thị Hiên ở làng mai thôn Trung Định trồng gần 2.000 chậu mai thế, hiện đem ra trưng bày tại đây khoảng 500 chậu với mục đích chào hàng cho thương lái mua sỉ đến từ các tỉnh thành hoặc bán lẻ.
Tuy nhiên, cũng như hầu hết các chủ vườn mai của xã, phần lớn lượng mai đã được khách quen từ những năm trước bao tiêu. Công việc hiện nay là phối hợp với khách hàng, theo dõi dự báo thời tiết địa phương nơi bán mai để tiến hành lặt lá nhằm đảm bảo cho mai nở đẹp đúng thời điểm. Bán nói chung là lặt mai và nay là lặt đi bắt. Đi bắt rồi là mình làm mai là nói chung là mười mấy năm rồi. Nhưng cái mai này là 4 năm. Là dự lặt là bữa nay là ngày 24 lặt là đi bắt. Còn là mình đi miền Nam là cuối tháng mới lặt. Đi đủ loại, chẳng hạn Đức Lắc rồi Đức Nông rồi là. Năm nay thời tiết là ấm. Lặt lá mai là coi như là giờ là đúng là dịp là trúng rồi ấy. Còn không biết thời tiết sau này là chưa biết được. Sau khi lo xong việc gieo xạ lúa vụ đông xuân, hàng trăm nông dân của xã Nhân An còn bước vào thời điểm kiếm thu nhập Tết bằng nghề lặt lá mai, vận chuyển mai và chăm sóc mai trong suốt mùa Tết. Tùy theo tiến độ giao hàng cũng như tình hình thời tiết hàng ngày mà các chủ vườn mai thuê mướn số lượng nhân công lặt lá. Bình quân, mỗi chủ vườn thuê từ 5 đến 10 lao động lặt lá mỗi ngày cho đến khi hết số lượng chậu. Giá thuê nhân công như vậy ở mức 160 đến 170.000 đồng một ngày. Ngoài ra, còn nhiều việc khác cũng cho thu nhập đáng kể từ những làng nghề trồng mai. Giờ mấy chị em tụi em là đang lặt lá mai. Dạ, ví dụ như tụi em là làm nông đi làm mướn cho người ta. Ví dụ tám mùa lúa là tụi em làm lúa, mà vô mùa mai thì tụi em lặt lá mai. Dạ, như ví dụ như cần ngày công nghĩa là hạ trẻ tụi em là 160, 170. Ví dụ như có chị ra chị đi bắt á, thì được kêu sớm thì tụi em làm sớm, có người thì đi vô miền trong á, người ta lặt bơ hơn, tụi em người kêu họ kêu là bắt đầu tụi em là có chịu hết người này tới người kia. Anh Lê Hồng Phong cũng là một trong những thành viên của hợp tác xã Mai Vàng Nhân An, hiện đang tập kết số lượng mai xuân còn lại trong vườn đến khu vực này để bán Tết. Bình quân mỗi năm anh trồng khoảng 10.000 chậu theo phương thức gối đầu để năm nào cũng có mai đạt độ tuổi bán Tết. Khách hàng của anh thuộc ba miền Bắc, Nam và Tây Nguyên, bao tiêu hàng năm khoảng 2/3 số lượng chậu. Sau khi tham gia vào hợp tác xã cũng như các thành viên khác, anh đã được tham gia vào lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác mai thân thiện với môi trường, kỹ thuật tạo dáng mai bonsai, tham gia các đợt trưng bày triển lãm, trang bị các kỹ năng về ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá kinh doanh mai. Có người là người ta đi 17. Thì cứ Tết thị trường thì đặt hàng ở ngoài Bắc, Trung Nam thì chừng Tết thì người ta vô lấy xô, mình bỏ cho người ta vừa bán ở các tỉnh. Nói chung là Hà Nội rồi Thanh Hóa, Nghệ An, nói chung là các tỉnh Bắc Ninh rồi nói chung là khách hàng mình là rất chi là nhiều. Cứ tầm có tầm mình canh lặt lẽ thì bây giờ miền Bắc á thì cỡ tầm 18, 19, 20, 21 là mình lặt thì người ta đi xóm thì cỡ tầm 16, 17 người ta đi. 15, 16, 17 người ta đi. Còn mà nếu mà đi muộn hơn xíu thì 20, 22 là người ta ra người ta bán cái dịp Tết thì đúng thời gian luôn. Đối với hợp tác xã Mai Vàng Nhân An ấy, thì qua một năm qua thì quá trình triển khai và hoạt động ấy, thì vấn đề kinh doanh buôn bán thì vẫn là tiến triển là rất là tốt. Một số cơ sở các thành viên của hợp tác xã thì đều là chung tay nỗ lực để phấn đấu đoàn kết một lòng để góp sức là xây dựng cho cái thương hiệu của Mai Vàng Nhân An cũng như là các cái mối quan hệ mua bán và thương lái là từ trong ngoài và tỉnh, tất cả các tỉnh khác trên cả nước là đều rất là thuận lợi. Từ hiệu quả bước đầu hoạt động của hợp tác xã Mai Vàng Nhân An, hiện nay Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hạnh và Hội Sinh vật cảnh xã Nhân Hạnh cũng đang tham khảo về cách thức hoạt động để chuẩn bị thành lập hợp tác xã chuyên ngành mai kiểng của xã. Các chủ vườn mai tại xã Nhân Hạnh như ông Trần Ngọc Tuấn, Lê Công Thụ vốn là những hộ có thâm niên trồng mai của thôn Nhân Thiện. Có nhiều sản phẩm mai kiểng đạt giải cao trong các đợt triển lãm trong và ngoài tỉnh đang tích cực vận động các hộ làng nghề mai của xã tham gia thành lập hợp tác xã. Trong những năm gần đây, nhiều nông dân xã Nhân Hạnh cũng đang phát triển mạnh ngành nghề này. Hiện toàn xã có trên 260 hộ trồng mai với diện tích khoảng 32 ha với số lượng chậu khoảng 100.000 chậu. Hàng năm cung cấp cho thị trường Tết khoảng 20.000 chậu, doanh thu đạt khoảng 23 tỷ đồng. Khi mà chủ tịch hội sinh vật cảnh của xã Nhân Hạnh là họ gọi cái ý, tức là họ nói rằng nay là mình sống cái thời kỳ là 4.0 thông tin mạng, thì mình vô hợp tác xã thì nó đã có được cái thương hiệu, thì khi mình bán cây mai ra các tỉnh, các thành phố thì lúc đó là nhiều cái người họ cảm thấy thích và nó có cái thương hiệu thì mình bán nó cũng rất mong.
Còn nếu không thành lập thì hàng năm cái chở cây ra đi chợ rồi chở cây mai ra thành phố này chỗ kia, người ta nghĩ rằng là nuôi thì sẽ chấp. Mà này nó làm họ không dám mua. Mà khi mà đã trở thành một hợp tác xã hoặc trở thành một cái nhà vườn mà có cái thương hiệu rồi thì mình phải đảm bảo cây của người ta. Mình bán mình phải là đảm bảo. Nếu mà mình không có đảm bảo thì cái nhà vườn tự nhiên nó trục hàng xuống liền. Thì mình cũng muốn là ví dụ vô hợp tác xã rồi vậy là đỡ, là có cái điều kiện rồi anh em rồi tập hợp lại rồi làm cái mai rồi nó tốt hơn, rồi trao đổi kinh nghiệm rồi anh em nó có cái điểm thuận tiện đỡ làm anh. Thì cái đó là cũng xin có một cái logo riêng của Mai Vàng Nhân Hạnh. Cơ bản là giờ anh em trồng mai là muốn, điều mong muốn nhất là nhà nước rồi nghiên cứu sao mà cho có một cái mặt bằng đỡ tết mà trưng mai, giờ có một cái khu nào đó là đó trưng mai. Chứ bây giờ như giờ vườn ấy, ví dụ như ở đây là cũng đất đấu giờ lô đất ở này mai người ta cắt lên rồi là cũng bị bí đó. Đấy, từ cái khâu vận chuyển rồi ví dụ như đường xé rồi vậy, nó bất hợp lý về cái chỗ đó, nó bất tiện. Với bước đầu hoạt động và hiệu quả lan tỏa của Hợp tác xã Mai Vàng Nhân An đối với các địa phương có thế mạnh trồng mai khác của thị xã An Nhơn, cho thấy sự cần thiết thành lập các hợp tác xã chuyên ngành trong lĩnh vực canh tác và kinh doanh mai kiểng, nhằm liên kết các hộ trồng mai thành một khối thống nhất, hoạt động đồng bộ và hiệu quả trên nhiều mặt. Trong đó, trước mắt là tạo cơ sở cho các hoạt động hỗ trợ của nhà nước trong việc hình thành vùng chuyên canh mai tập trung, giảm thiểu tác động đến môi trường và khu dân cư, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu, tiến tới xây dựng các chuỗi liên kết đồng bộ từ đầu vào đến đầu ra của cây mai kiểng, cũng như khai thác tiềm năng phục vụ du lịch của các làng nghề đặc trưng này của thị xã An Nhơn.